Vừa qua, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Hoàng Quốc Vượng và ông Saba Balogh, Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary đã đồng chủ trì phiên họp toàn thể khóa họp lần thứ 8, Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế Hợp tác Việt Nam và Hungary. Tại phiên họp, hai bên đã điểm lại kết quả hợp tác song phương từ khóa họp Ủy ban Hỗn hợp lần thứ 7 đến nay. Theo đó, trong hơn một năm qua, hai bên đã tích cực trao đổi và ký kết nhiều biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, an ninh quốc phòng, hỗ trợ tư pháp, y tế, giáo dục, đặc biệt là việc triển khai thực hiện hiệp định khung về hợp tác tài chính. Trong đó, Việt Nam đã đề xuất triển khai 5 dự án trị giá 440 triệu euro. Cũng tại phiên họp này, hai bên đã cùng nhau thảo luận về phương hướng hợp tác trong tất cả các lĩnh vực, thống nhất sẽ ưu tiên hỗ trợ các lĩnh vực về quản lý nhà nước, công nghiệp dược phẩm, y tế, công nghệ thông tin, nông nghiệp thực phẩm công nghệ cao, v.v. Kết thúc khóa họp, Cơ quan Công nhận Quốc gia Hungary NAA và Văn phòng Công nhận Chất lượng Việt Nam BOA đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực giảm rào cản kỹ thuật thương mại TPP.